Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Tem mình hôm nay sẽ làm một cái món ăn gọi là hơi lạ lẫm nha các bạn. Rồi nói chung là cái thời điểm dịch này á, nó cũng đã giãn bớt cái chỗ anh em tụi mình rồi, nên anh em tụi mình có thể xúm lại và làm những cái clip cho các bạn xem nha. Bây giờ hôm nay mình giới thiệu sơ sơ cho các bạn là mình sẽ làm cái món gà cuốn lá sen đắp bùn nướng nha các bạn. Rồi các bạn theo chân anh em mình nha. Ok, xin chào tất cả các bạn. Team anh em mình lại trở lại rồi. Thì hôm nay anh em mình làm món gà nướng lá sen nha các bạn nha. Bạn Tài đồ đi qua bên hồ sen bên đây để hái hai cái lá sen để anh em mình làm món gà nướng lá sen nha các bạn nha. Đắp xịn các bạn nha. Các bạn hãy đón theo dõi theo chân anh em mình nha các bạn nha. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Team anh em mình đã qua tới bờ hồ rồi và bây giờ công việc của các bạn hiện tại bây giờ thì bạn Tài Ke, bạn Cu Mập đang đi kéo những nhánh củi khô về để hôm nay anh bạn Tài sẽ làm một món ẩm thực là gà cuốn lá sen đắp sình để nướng lên để mời tất cả các bạn cùng thưởng thức chung với team anh em mình nha các bạn nha. Và bây giờ theo chân mình để quay cảnh anh em đi lấy củi và chuẩn bị cho món ẩm thực của bạn Tài Ke ngày hôm nay sẽ như thế nào. Hello, Tài Ke. Hôm nay bạn Tài Ke đã xuống tóc các bạn nha, do là dịch Covid nên cũng không có đi hất tóc được các bạn. Thì bạn Tài cũng ở nhà tự xử luôn các bạn ơi, là ủi luôn các bạn. Bạn Cu cũng vậy luôn, bạn Cu hôm nay đẹp rồi, tóc bạn Cu nay lên ok các bạn. Hôm nay thì cũng có mấy anh em cha làng theo đi theo đó các bạn, mấy đứa em đi theo chơi các bạn. Thì công đoạn chính thì bạn Tài Ke đang bẻ củi nè, chuẩn bị chất đóng củi đây các bạn. Thì cái nguyên liệu chính ngày hôm nay á, để mình quay các bạn xem sơ các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay nguyên liệu của bạn Tài Ke thì mình thấy bạn Tài Ke có chuẩn bị một con gà các bạn, gà ta các bạn nha. Thì mới nãy anh em mình cũng có hái được hai cái lá sen á. Ở đây nè các bạn, để bạn Tài Ke chút là cuốn lá sen rồi đắp sình nướng nha. Thì kế bên này thì cũng mình thấy là có mấy cái trái này là trái đậu rồng đó các bạn. Ở nhà chắc bạn Tài hái lên nè. Rồi đây có mấy chiếc khế chua với lại ít khổ qua rừng các bạn nha, trái khổ qua rừng. Và đây thì chén muối ớt thần thánh của bạn Cu Mập nó ở đâm các bạn ơi, có chanh nữa các bạn, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Thì để ăn kèm với lại món gà nướng các bạn nha. Đó, và ở đây là bạn Tài Ke nãy giờ nè đang bẻ củi các bạn, chuẩn bị làm ẩm thực cho anh em mình với lại mời tất cả các bạn dùng luôn với anh em mình nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại bây giờ là mình thấy bạn Tài Ke đang làm cái gì đây? Tài Ke làm gì đấy Tài Ke? Mình đang chuẩn bị cuốn gà các bạn. Cuốn gà ha. Mình cuốn xong rồi cái là mình đem qua bên kia mình lấy sình rồi mình. Ok. Thì bây giờ mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem là bạn Tài sẽ làm cái món gì với con gà này đây các bạn. Thì hiện tại thì mình đang thấy là bạn Tài đang dùng cái lá sen. Lá sen cuốn con gà trong cái lá sen các bạn nha. Gà đây. Mình gà mình sơ chế sẵn nha đây, các bạn. Bạn Tài nãy nhà đã làm sẵn gà rồi các bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu mình cuốn. Đây bạn Tài cuốn cái lá sen nói vô. Nói chung là mình muốn cái hương vị nó thơm ngon á, mình không ướp gì hết để mình chấm muối ớt. Với lại cái mùi lá sen này nó thơm á các bạn. Ăn cho nó đậm đà ha. Đó là bạn Tài hôm nay không có tẩm ướp gì các bạn nha, để nguyên con gà luôn với lại cuốn vào lá sen. Thì bạn Tài nói sẽ là như vậy thì thịt gà nó sẽ có cái hương vị tự nhiên và có mùi thơm của lá sen khi nướng ra các bạn. Rồi, nói chung là gà này mình sơ chế cái bùn nó thì nó cũng hơi ấy á các bạn, nên mình sẽ cuốn thêm
một số lớp lá chuối nữa. À. Để cho nó khỏi có bị cái bùn nó dính vô con gà của mình. Hôm nay nói chung bạn Tài qua dịch thì bạn Tài cho ăn ngon các bạn ơi. Mở màn clip đầu tiên là bạn Tài cho anh em mình và mời tất cả các bạn là món gà nướng nữa các bạn. Cái món này cũng hơi lạ các bạn ơi. Chắc chưa ai làm kiểu này đâu Tài ha. Có mà cuốn lá sen với lá chuối này đắp sình thì làm gì có ai đúng không? Đắp sình thì có thôi chứ mà kiểu này thì chưa có ai đâu. Tại mình cũng nghĩ là cái món này của bạn Tài suy nghĩ ra thì cũng nghĩ cũng là ngon á các bạn. Tại cái lá sen á khi các bạn nướng á thì nó sẽ ra cái hương vị rất là thơm các bạn. Với lại cái lá chuối nữa các bạn, cái hương vị nó thơm lắm. Bữa nào có thời gian thì mình sẽ làm cái món cơm hấp lá sen. Cơm hấp lá sen ha. Cơm hấp lá sen. Tuyệt vời luôn. Tài cả lấy cọng lá chuối này cột được luôn rồi ta. Ừ. Đó. Ok luôn á. Ồ nhìn hấp dẫn quá. Các bạn nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. À, bên kia thì bạn cu mập và bạn sô vàng đang nhóm lửa lên để chuẩn bị cho công tác nướng gà các bạn nha. Bây giờ mình đi lấy sình mình đắp lên ha. Đó, Tài cho coi thành quả coi. Đây các bạn. Sau khi bạn Tài cuốn con gà ở trong lá sen với lá chuối thì nó cho ra một cục tròn quay vậy các bạn. Ok, nhìn cũng rất đẹp các bạn ơi. Bây giờ mình đi lấy sình và đắp sình ha. Ok, bây giờ theo chân mình với Tài đi qua bên đây để dùng sình non với hồ để đắp vô cái con gà này nướng các bạn nha. Ô sình non quá trời luôn. Ở đây thì sình nó rất sạch các bạn nha, sình ở dưới hồ này nó rất là sạch. Đó, bạn Tài đang móc sình ở dưới hồ lên các bạn. Sình nó nhão hả Tài? Hello các bạn, sau quá trình bạn Tài xuống hồ móc sình lên các bạn thì cũng được khá sình rồi các bạn ơi. Thì bây giờ bạn Tài đang trộn cho nó dẻo lại các bạn, để cho đắp lên cái con gà này các bạn. Đây là công đoạn đắp sình các bạn nha. Thì con gà mới nãy bạn Tài cuốn lá chuối với lá sen các bạn, thì bây giờ bạn Tài cũng đã trộn sình rồi. Thì bây giờ bạn Tài đang phủ một lớp sình lên trên cái con gà các bạn để mang lên nướng các bạn. Ôi, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Thiếu hả cô? Cũng ok các bạn ơi. Nhìn ok các bạn. Nhìn ok luôn. Quá đã. Bây giờ là nó thành một cục đất rồi các bạn nha. Lấy đất khô, đừng lấy đất nữa. Rồi mình để đây nha. Giờ mình để đây cho nó ráo nước. Cho nó ráo hả? Mình cục cái là mình đem ra ok. À, chỗ bàn sơn nhóm lửa là mình đốt nó. À. Để cho nó ráo. Giờ phải để cho nó ráo ha. Tại vì sình ở đây không phải sình chỗ vùng cao mình không. Có sình như dưới miền Tây. Sau quá trình đắp sình của bạn Tài Ke thì bây giờ tới công đoạn rất quan trọng là ủ gà các bạn nha. Thì đây là đây là công đoạn ủ gà của bạn Tài các bạn. Là mà bạn Tài nó đã ủ 15-20 phút nó cho gà bên trong nó thấm mùi bùn các bạn ơi. Ăn có mùi bùn ăn nó mới ngon các bạn. Nói chung là để cho anh đắp hơi ráo cái là mình lấy ra mình nướng trên lửa là ok. Ok ha. Bây giờ đất nó đang rất là nhão. Đây bạn Tài đắp lên rồi các bạn, nguyên một cục luôn rồi. Nhưng mà bạn Tài nó để cho nó ráo nước tí các bạn, để mang lên đó. Rồi để ấy cho nó nướng cho nó ngon các bạn. Rồi vậy được rồi. Ok. Rồi bây giờ tới công đoạn gì nữa Tài? Bây giờ đi qua anh em mình tắm hồ ha, bắt mấy cua ha. Ok. Rồi anh em mình tiến lên trên thôi. Thank you.
tài kê. Sau một tiếng 20 phút mình cái món gà đắp đất của mình chín rồi nha các bạn. Chín rồi không? Bây giờ là công đoạn để lấy gà đây các bạn. Thì cái cục đen thui này nè các bạn. Cái cục đó các bạn, đây có cái bắp chuối rừng. Cái cục đen thui này là ăn gà nó ở trong các bạn, đắp đất ở trên đó các bạn. Bây giờ mình đập đất ở trên này luôn cho nó sạch sẽ rồi mình đem ra ha các bạn. Ok. Chứ, giờ mình đem ra là nó không biết cái món gà đắp đất này của bạn Tài ăn có hấp dẫn không các bạn nha. Ui cha, ui cha. Ui hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Ui vô ngon quá. Ui. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Ui trời ơi, thơm nước mũi luôn các bạn ơi, thơm lắm. Thơm. Trời ơi, thơm các bạn ơi. Thơm. Hơi nóng quá. Hơi nóng quá các bạn nha. Thôi, đây là lớp lá chuối các bạn nha. Bây giờ lớp lá chuối, bây giờ mới tới là lớp lá sen các bạn nha. Lá sen mới tới gà các bạn nha. Đây các bạn xem nè. Dạ. Lấy tay cây khui khui ra Tài. Để bằng Tài khui các bạn xem nha. Khói nó bốc ra ngùng ngục luôn các bạn. Vô vị trí đi. Tài để trên cắt luôn Tài mới đẹp Tài. Đây là cắt luôn, để cắt ra luôn. Bỏ vô lá sen. Thơm lắm. Cắt luôn, cắt luôn. Nói chung là mình dở từ từ cho thành quả của mình nó hấp dẫn tí. Ủa các bạn ơi, khói nó bốc các bạn. Ừ, thơm quá các bạn ơi. Trời ơi, thơm nức mũi luôn các bạn ơi. Cái này là lớp lá sen các bạn nha, lớp lá sen nha. Ôi ôi. Đây. Ú, trời ơi. Như gà hấp vậy. Ôi trời nó thơm. Trời ơi. Ú, trời ơi. Trời các bạn ơi. Gà nóng quá. Trời ơi các bạn ơi các bạn. Các bạn quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Đây nè, đất này nó không có dính vô trong này đây các bạn. Cái phần thịt nó chín mà nó dạng như nó cái lá sen các bạn, nó ủ cái nước trong này nè các bạn. Cái nước nó còn trong con gà, nó không bị mất nước các bạn nha. Thì rất là ngon luôn, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Giờ mình cho nó qua cái lá sen tươi nè. Bạn Tài sẽ cho nó qua lá sen tươi nha. Đây, ôi quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Cho nó qua cái lá sen tươi nè. Rồi vô. Wow. Qua đã. Ôi hấp dẫn luôn. Cầm lên cái tay bê lên cho các bạn xem coi. Đây các bạn nha, đây là thành quả của bạn Tài Ke các bạn nha. Gà nướng bùn lá sen. Trời ơi, nhìn rất là hấp dẫn luôn các bạn. Thơm lắm các bạn. Rất là ngon, rất là ngon ha. Rồi bây giờ anh em mình vô đây đi. Rồi để quay review cho các bạn xem luôn hôm nay team mình sẽ ăn cái gì và mời tất cả các bạn món gì nha. Rồi bây giờ tất cả các bạn mời các bạn đi. Xin mời tất cả các bạn dùng cùng mình một cái buổi cắm trại nhỏ nhỏ. Ok. Rồi bây giờ bạn Tài Ke sẽ sử dụng món gì để mời tất cả các bạn trước đi. Hôm nay món chính của mình là món gà cuốn lá sen đắp đó. Ok. Thì mình thử nó. Rồi. Bây giờ bạn Tài sẽ review cho tất cả các bạn thử cái món gà nướng, gà cuốn lá sen đắp sình nướng. Đây các bạn, cái đùi gà này các bạn. Sẽ nó ra nó bốc khói nè. Trời ơi các bạn ơi, nhìn rất là đã luôn các bạn, hấp dẫn các bạn. Rồi Tài cầm chén muối ớt lên chấm đó các bạn. Nước thì mới ngon á. Cái phần nước bên trong đó các bạn, nó đọng lại các bạn. Nó không có ra nước nên con gà nó rất là ngọt nha các bạn. Nói chung là bao nhiêu là nó tinh túy là nó nằm trong đây hết rồi đó. Thôi Tài cầm lên giỏ lên cho các bạn xem coi. Ở đây các bạn ơi, khi mà gà mình nướng lá sen các bạn thì cái nước nó còn đọng bên trong các bạn, nướng như này, nước còn đọng trong nhiễu con tông luôn. Cái nước ngọt con gà còn nguyên luôn các bạn. Và bạn Tài sẽ dùng cái chén muối này chấm vô. Không biết cái Tài. Mời tất cả các bạn nha. Trời ơi là trời. Trời nó đã kìa. Thơm thơm sao? Thơm lắm. Thơm đúng hả? Rồi, xin mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha, dùng chúng bằng tay miếng các bạn. Trời ơi. Trời nước nó chảy các bạn. Trời nó thơm. Nó ngọt. Ăn miếng ớt không? Rất là ngọt các bạn ơi. Sao cảm giác sao? Tê tái hả? Không nói nên lời luôn. Không nói lời các bạn, ăn kèm thêm miếng đậu rồng sống nha. Rồi, giờ bây giờ tới cool đi. Quay qua tới bạn ai đây? Tới Sơn đi. Quay vòng qua từng vòng đi. Đây tới xô vàng cũng dùng miếng đùi luôn. Mời tất cả các bạn nha. Trời ơi nó đã. Ngọt thơm lắm. Sao xô vàng ngọt và thơm. Ngọt thơm ha, nước lắm. Cực kỳ luôn ha. Đây bây giờ quay qua tới đây. Đây
Đây là mùa cu chơi da hả? Rồi ok, cu sẽ review cái món da, da gà nướng à. Da giòn ngon. Giòn hả? Thơm không? Rất là thơm ha. Rồi qua giờ qua tới bạn Đăng đi. Bạn Đăng chơi món gì vậy Đăng? Cái đùi luôn. Đây, thêm phần đùi bên kia. Trời ơi. Thật chứ nó thơm, nó ngon ghê luôn các bạn. Đây nè các bạn. Nè các bạn, trời ơi vàng ươm luôn các bạn. Đây bây giờ tới bạn Đăng nè. Bạn Đăng dùng cái đùi nha. Mời các bạn nha, quét vô Đăng. Quét vô, quét vô. Đâu anh coi cái răng. Wow. Trời ơi. Trời ơi, nó đã ghê, nó chảy không tông kìa. Trời ơi, nó ngon rồi, trời ơi, nó ngon. Sao Đăng? Ngon. Quá ngon hả? Cay luôn. Cay ngon. Rồi bây giờ qua tới đây, qua tới bạn Hải với bạn bạn Bô. Đây, bây giờ tiếp tục cái phần đùi, tại cái đùi hơi lớn các bạn nha. Hai người ăn một cái đùi mới hết các bạn nha. Đây, tới bây giờ tới bạn Hải sẽ review ăn xem. Bây giờ chấm quét cái muối nè. Đùi gà nướng các bạn nha. Rồi cô, Hải. Mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn. Trời ơi, nó xịt nước luôn kìa. Ngon Hải? Rất ngọt các bạn. Rất ngọt ha, rất ngọt thơm ha. Rất tê luôn. Bây giờ tới bạn Bô Đâm chơi gì Bô Đâm? Lưng đi. Bô Đâm chơi cái lưng nha. Bô Đâm xé chơi cái lưng. Bạn Bô cho chơi nhỏ nhẹ vậy. Bạn Bô hơi mỹ nữ tí các bạn nha. Đây, kèm thêm miếng ớt các bạn nha. Cuối đây hả? Sao Bô? Ngon. Ngon không? Quá ngon không? Tuyệt vời quá các bạn ơi. Nói chung là hôm nay anh em cũng có chuẩn bị một ít bia nữa các bạn. Ok, rồi mời mấy bạn uống chung với anh em mình miếng bia uống nha. Uống chung với anh em mình nha. Tại chưa nắng các bạn, chưa nắng mà uống rượu uống nổi các bạn. Được ở nhà hàng xóm cho anh em mình được đâu 10 lon bia các bạn ơi. Nên là anh em mình lấy theo luôn. Xin mời các bạn nha. Nó đây là cảm giác rất là ngon các bạn. Sau khi review món gà xong bây giờ còn cua nè ta. Cua đi, review tới bằng cua đi. Từ cua đi, cua qua đi. Cua theo dòng cua qua đi. Cua đồng nướng các bạn nha. Anh em mình ra tự nhiên đi. Cua sẽ dùng cua đồng chấm muối ớt. Cầm chén lên cua. Anh em mình ở miền quê chỉ có mấy món ăn này thôi mà, đơn giản hết các bạn. Đây các bạn. Trời ơi nhìn cua nó vàng, nướng nó vàng các bạn ơi, thơm lắm các bạn. Giòn. Giòn. Tê tái không cô? Đúng rồi, tê tái à. Bây giờ tới Đăng đi. Đăng review con cua đi. Cua nướng, cua đồng nướng. Giòn quá giòn. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Cua đồng nướng các bạn nha. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá các bạn. Trời ơi, nó giòn kìa. Rất là giòn. Trời ơi, nó giòn mà nó béo. Tới bằng sơn đi. Quá hấp dẫn luôn. Đây, cua thơm quá. Mời các bạn nha. Sơn chấm vô cho các bạn xem coi. Trời ơi. Đây các bạn ơi, cua mà chấm vô muối các bạn. Muối ớt các bạn nướng mọi nữa. Mà chấm vô muối ăn nó rất là giòn và nó thơm lắm các bạn. Thơm lắm. Thơm lắm. Giòn mà thơm. Đăng tài mời tất cả các bạn nha. Nói chung là sướng lắm các bạn. Thơm lắm. Trời ơi. Cua nướng thơm lắm các bạn. Trời ơi, nó giòn. Trời ơi, nó béo. Ngon quá các bạn ơi. Đây tới bạn Bô Đâm. Trời ơi, nó giòn. Thơm. Giờ tới Hải nè, bạn Hải nè. Mình làm nguyên con nha các bạn. Bạn Hải chơi nguyên con luôn các bạn nha. Cua này thiên nhiên nó rất là ngon các bạn. Chấm quét muối nè. Ngọt. Đây các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha, ăn cua với anh em mình nha. Trời ơi, nó giòn. Giòn quá giòn các bạn ơi. Tê tái luôn các bạn. Quá trời là ngon rồi. Quá ngon. Rồi nói chung anh em mình nó có nhiều này à. Hôm nay là chủ yếu bạn Tài Ke làm cái món mới mời các bạn cũng lâu rồi anh em không quay clip á, thì bạn Tài hôm qua thì cũng nói thôi hôm nay quay clip lại đi, bớt dịch rồi thì anh em mình mới quay lại. Thì hôm nay bạn Tài làm cái món này thì rất là ngon các bạn ơi. Bây giờ chấm điểm cho bạn Tài đi. Bây giờ cô chấm cho bạn Tài mấy điểm nè? 9.9 đúng không? Số điểm quá cao ha. Bạn Đăng chấm cho Tài bao nhiêu điểm Đăng? 10 điểm ha, quá cao. Sơn chấm bằng tay món này mấy điểm nữa Sơn? 9.9 luôn đi. 9.9 luôn. Quá hết bây giờ. Bô chấm bao nhiêu Bô? 9 điểm. Rồi Hải chấm nhiêu Hải? Điểm tuyệt đối anh ơi. 10 điểm luôn ha. Rồi riêng Bình thì chưa cảm nhận được. Nên Bình sẽ cảm nhận thử nha. Thử rồi mới ấy được. Chế biến cái món này ngon quá. Nó rất thơm ngon mà. Để bạn Tài bẻ cho mình miếng nha. Được. Đây các bạn. Đây mình sẽ mời các bạn nha. Anh em mình cũng mời nhau nè. Đây mình quét vô miếng muối các bạn. Đây đùi gà nướng. Đây mình mời tất cả các bạn thưởng thức chung với anh em mình món gà ủ lá sen nưa đắp sình nướng mọi các bạn nha.
Đây mời tất cả các bạn. Rất là ngon các bạn ơi. Món này mình đấm cho bạn tài 10 điểm luôn các bạn nha. Rất là thơm và ngon. Nó thơm cái mùi lá sen nướng với mùi lá chuối nó ám vào con gà. Nó cho một hương vị rất là đồng quê, rất là thơm ngon các bạn. Chấm vô cái vị muối nó hơi mặn mặn, cay cay. Nhà gà nó ra cái nước ngọt, nó không quá dai, nó ngọt mà khi mình nhai các bạn, nó ra cái nước ngọt của gà rất là ngon. Ăn rất là đã các bạn. Có gì các bạn ăn như anh em mình nữa các bạn, rất là ngon luôn. Quá ngon. Tê tái luôn các bạn ơi. Nói chung mà anh em lâu lâu chơi kiểu này nó hấp dẫn quá. 6, 7, 7, 3 người nữa mới được. Được chục thôi, 3 người nữa mới được miếng phải. Xin chào tất cả các bạn. Buổi trưa anh em mình đơn giản các bạn ơi, cũng có được mấy lon bia. Mời tất cả các bạn uống chung với anh em mình. Ăn chung món gà nướng đắp sình của bạn Tài Ke. Cũng khá lâu rồi anh em mình không quay clip lại thì bắt đầu bây giờ nó dịch nó bớt rồi các bạn. Thì anh em mình sẽ thường xuyên quay clip hơn để gửi tới tất cả các bạn. Mong là các bạn yêu thương anh em mình, cho anh em mình xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ các bạn nha. Và yêu thương xem những clip của anh em mình nha các bạn. Gà mà nó nướng lá sen nó thơm cái mùi nó thơm hơi lửng, thơm ngon lắm. Thơm mùi lá. Thơm mùi lá chuối. Ở quê hương anh em mình nó cây cối không bạn, rừng cây rồi cây cối nó mát lắm, thiên nhiên nó mát lắm các bạn. Món rắn ngon nè, mời ăn ta. Sau sau những giây phút thư giãn tắm hồ bắt cua thì anh em mình cũng đói, nói chung là vừa lên là gà nó cũng vừa chín luôn rồi các bạn. Là lấy là nói chung ăn rất là ngon và cái cảm giác nó cái đói ăn nó rất là đã, rất là sướng, nó tận dai ngọt ha, nó tận hưởng được đủ cái hương vị mà khi mình ăn cái con gà hoặc là ăn cái gì. Cảm mời mời tất cả các bạn nha. Đây các bạn, món gà nướng của Tài Ke các bạn ơi, ăn rất là ngon các bạn. Chấm chung với chấm muối ớt các bạn, ăn cảm giác rất là ngon luôn. Các bạn có cơ hội các bạn nướng giống như anh em mình đi các bạn, cuốn cái lá sen ở trong rồi cuốn thêm một lớp lá chuối bên ngoài, đắp sình vô nướng ăn cảm giác rất là thơm ngon các bạn nha. Nó ngon hơn là gà ruột gấp mấy lần các bạn nha. Mời tất cả các bạn. Ngon luôn nè. Không chín quá cũng không có. Vừa luôn là ngon luôn. Vừa đủ hấp dẫn không khô. Tuyệt vời lắm các bạn ơi. Mời tất cả các bạn nha. Nướng đất là ngon khó canh. Lấy sớm quá cũng được mà lấy trễ quá cũng ngon nè. Tới về là nước ngon. Chưa nắng nóng mà có món gà nướng. Ăn uống chung với miếng bia rất là mát các bạn, rất là ngon luôn các bạn. Quá đã luôn chứ. Tạm dừng video tại đây. Video hả? Để khán giả để các bạn xem là cái cũng hơi buồn á. Ok, bây giờ team anh em mình sẽ xin kết thúc video tại đây, tại vì hôm nay cũng đã trưa rồi, cũng đã mời tất cả các bạn dùng những món ẩm thực buổi trưa với anh em mình rồi. Thì bây giờ anh em mình xin kết thúc video tại đây. Tất cả các bạn, chào tất cả các bạn đi. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn yêu thương anh em mình, nhớ cho anh em mình xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ các bạn nha. Một đồ núi chơi tiếp.